Kim Tùng được trả tự do trước thời hạn 5 tháng vào ngày 29 tháng 6 vừa qua từ trại giam Yên Định, Thanh Hóa. Ông bị kết án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông từng là thành viên của Đảng Nhân dân Hành động và tham gia khối 8406 từ tháng 9 năm 2007. Tư lệnh không quân Indonesia nói rằng không hy vọng có người còn sống sót trên chuyến phi cơ quân sự mới bị lâm nạn sáng nay. Việc thu nhặt thi hài những người xấu số đang được tiến hành và các toán cứu hộ đã tìm thấy gần 60 thi thể. Chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở 113 người lâm nạn ở thành phố Medan ngay sau khi vừa cất cánh. Chưa rõ nguyên nhân gây nên tai nạn, nhưng có dự đoán cho rằng có lẽ chiếc máy bay bị trở ngại kỹ thuật. Liên Hợp Quốc và EU cùng lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái trả tự do ngay tức khắc cho 14 sinh viên bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước. Ngay sau khi tám sinh viên này tổ chức biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng lâm thời Thái là tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng tất cả mọi người dân Thái đều phải tôn trọng luật pháp. Nếu bị tòa xác nhận là có tội thì mỗi sinh viên này có thể lãnh án tới 7 năm tù.